ai tìm ai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều giang giăng. Ai tìm ai dưới trăng, nghiêng bóng ngó dài vàng vàng. Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lạ. Có phải đêm qua thương trao để gắm con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu. Kịp sáng mai đèn làm quà cô dâu, sổ mai kia sương phai hoa úa ao nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trộm đi khê ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lắc cái khóc hoang tìm nhau. Ai đâu ai đếm hết bao do sợ. Hỏi một thu đang giữa miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có làn nào trông như lá diêu bầu. Hỏi diêu bông ơi, hỏi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Chào cô chú anh chị ơi, có thể comment 4 số 8 dành cho hai chị em vui được không anh chị? Bật like nha anh chị ơi, bật like này anh chị này, anh chị bình luận đi ạ. Thì hôm nay ngày 18 tháng 8 nó phải rực rỡ anh chị ơi. Em chào chị Nguyễn Phương nhá, chào Trần Kim Phổ, anh Hoàng Hiệp ạ, chị Phương Thúy nữa này. Các chị vào like để lại cho chúng em xin một bình luận 8888, xanh chị hiểu chúng em vậy chị ơi. Có phải đêm qua thương trang để gắm con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu. Kịp sáng mai đèn làm quà cô dâu, sổ mai kia sương phai hoa úa ao nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trông đi khê ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngơ, bầy chim lắc cánh khóc hoang tìm nhau. Ai đồng ai đếm hết bao do sợ. Hỏi một thu đang giữa miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có làn nào trông như lá diêu bầu. Hỏi diêu bông ơi, hỏi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trông đi khê ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lắc cái khóc hoang tìm nhau. Ai đâu ai đếm hết bao giờ xưa. Hỏi một thu đang giữa miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có làn nào trông như lá diêu bầu. Hỏi diêu bông ơi, hỏi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Ngày mai có ai đi lấy chồng không chị ơi? Vui quá anh chị ơi, màu đen rất khỏe khoắn, rất trẻ trung anh chị ơi. Ok chị Ngân Hà nhá, anh cảm ơn chị Trần Thê. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Dung, cảm ơn tất cô chú anh chị. À, nhận được collagen rồi, ok chị Phương Thúy dùng đều đặn nha chị gái nhá.
Cảm ơn anh chị nhiều. Các anh chị tự nhiên hôm nay em nhìn thấy anh chị bình luận 8888 nhiều quá. Và như các anh chị thấy đấy ạ, ngày hôm nay mới là ngày 18 tháng 8. Vậy không anh chị, ngày hôm qua gọi là ngày training cho ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay chúng ta mới là rực rỡ anh chị ạ. Nên anh chị hãy cố gắng bình luận cho chúng em xin những số 8, những cái số con số phong thủy của DC Beauty hiện lên like của chúng em được không ạ? Và tối ngày hôm nay thì chúng ta cứ vui đi anh chị ơi, những phút đầu là anh chị có bài hát nào hay, anh chị cứ nói chúng em nhá. Hát luôn anh chị, đúng không ạ? Ok, cảm ơn cô Minh Châu, cảm ơn chị Mụn Phạm. Chào bé Bảo Trâm nha. Chào Lê Hồng Giang, chào chị Bình Lo. Bài hát tiếp theo anh chị muốn nghe là bài hát gì anh chị ơi? Hôm nay chúng ta có một chút black, chỉ tiếc là không có red ở đây thôi. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể tự chế đỏ và đen được, phải không anh chị nhờ? Cánh hồng phai, ok anh chị lên số điện thoại cũng như là lên những cái bài hát mà anh chị yêu cầu đi ạ. Bởi vì ngày hôm nay là chắc chắn là một ngày cuối cùng rồi. Chúng em rất mong muốn các anh chị nào vào like hãy ở lại với chúng em một chút nha các anh chị nhá. Bài này cũng khá hay nha anh chị thử nghe xem nhé. Giờ ta chẳng còn chi, chạy tăng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đáng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó đây. Ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc giang lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đáng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rồi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó đây. Yeah, chào chị Phạm Hương, cảm ơn chị Nancy Đàm. Chào chị Hương, đúng rồi ạ, chị Nancy, cảm ơn anh chị nhiều, anh Hoàng Hiệp, chị Lumi. Và ngày hôm nay ngày 18 tháng 8 anh chị hãy ở đây chờ xem hai cô bé này có một cái điều gì đặc biệt nhất để gửi tặng anh chị trong một buổi tối duy nhất ngày hôm nay nha anh chị. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc giang lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đáng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rồi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó đen. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó đen. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó đen. Cảm ơn anh Hữu ạ, à, cảm ơn chị Trần Lê ạ, à. Các anh chị ơi tuyệt vời không ạ? À? Ngày hôm nay anh chị lên 3K đầu tiên đi anh chị. Bay Si ạ. Chào Đảo Hai. Thảo Đảo Hai. Trên liều thuốc cho trái tim cho nó máu không anh chị ơi? Rất nhiều bài hát hay chờ đợi anh chị em mình đi ạ.
Cảm ơn cô chú anh chị đã chia sẻ cho Sa Pang và Nhật Lệ nhá. Hai sự ông chú đáp ứng. Một lát nữa đi chị ơi. Những cái đoạn đầu thì em nghĩ hôm nay ngày 18 tháng 8 thì anh chị em mình cứ vui đi đã anh chị nhờ. Ok chị Thương Ngô nhá. Cảm ơn Trần Ngọc Lan. Ok cảm ơn chị Bích Tuyền. Chào chị Ngọc Bảo rồi Bạch Cúc nha chị Bạch Cúc ơi. Ok lên nhạc ngon bây giờ anh chị nhá. Body có khuyến mãi là chị đi ạ. Chị mua một Huyền Hà để số đi chị. Để số đi chị tặng cho chị quà đấy ạ. Nhưng mà nhớ cho em là ngày hôm nay cái chai nước hoa 450 không còn giá đó nha anh chị ơi, hết giá khuyến mãi rồi ạ. 790.000 đồng một chai nước hoa, còn rất ít thôi. Anh chị nào mua nhanh thì chúng ta còn nha anh chị ơi. Không mua nhanh là hết đó anh chị. 790.000 đồng một chai nước hoa Pháp 15ml nha anh chị nhá. Nên là chúng em sẽ dơ cho anh chị một chút à, anh chị ngắm cái chai này cho em. Và em nghĩ là anh chị có rất nhiều người. Này anh chị này, khi chúng ta nhận về nó sẽ như thế này nha anh chị. Nó sẽ rất là tuyệt vời anh chị ơi. Em nghĩ là có rất nhiều người đã sở hữu được chai nước hoa này rồi đúng không ạ? Ai có chai này điểm danh cho em một cái nào anh chị nào. Anh chị bỏ qua giá gốc cho em nha. Giá gốc anh chị khỏi phải nhớ đi ạ. Bởi vì có một tối ngày hôm nay thôi chúng em sẽ dơ cho anh chị một cái chai nước hoa tuyệt vời như thế này. 100ml cho các anh chị. Và ngày hôm nay sếp có một chương trình duy nhất trong ngày 18 tháng 8 thôi. Ngày hôm nay hai em gái đó mỗi người cầm chai này. Đố cho bạn biết hôm nay có giá bao nhiêu tiền. Dạ, chương trình ngày hôm nay sẽ có giá là 1.100.000 đồng miễn phí ship cho anh chị nhá, 100ml. Và nước hoa này là nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp. Và anh chị ơi, 1.100.000 một chai AG hả? Không, không bán giá đó cho bạn ạ. Em nghĩ là đừng bán cho anh chị giá đó. Được không? À đúng rồi chai này. Cái chai này là hôm nay chúng ta không bán 1.100.000 đi anh chị. Hôm nay chúng ta có giá gọi là giá sốc hơn đi, được không? Chơi không? Dạ 2.000.000 bây giờ chúng ta mua với giá là 999.000 anh chị ơi. Thế là giảm. Bây giờ em giảm thêm một tí nữa. Wow. Giảm một tí nữa. Yeah. Còn có 999.000 đồng cho chai này và số lượng còn rất là ít. Anh chị nào trước đây đã có một lần rồi mà nó cháy hàng tới bây giờ mới có lại đó anh chị. Là chúng ta 100ml nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp. Và các chị gái nào mà thích nó hơi sang chảnh một tí xíu mà nó ngọt, nó không quá ngọt nhá. Dạ thì hãy mua cái chai nước hoa này 100ml với giá 999.000 đồng. Để lại số điện thoại với cú pháp là nước hoa gì đây nhỉ, đặt tên nó là cái gì, nước hoa gì, nước hoa nữ đi, nước hoa xanh đi. Dạ nước hoa xanh đi. Hôm nay chúng ta gọi nó là màu xanh đi anh chị. Này anh chị này, chúng em mặc màu đen xong rồi chúng em cầm một cái màu xanh đen này nó rất là đẹp. Ngày hôm nay chúng em không bán 1.100.000. Sao băng vừa nãy bảo bán 1.100.000, Nhật lại bảo không, tối nay hai chị em mình có giá VIP hơn đi, 999.000 đồng. Thỉnh thoảng mới có nó trên live thì chúng em sẽ để giá tốt nhất cho các anh chị. 999 được không anh chị nhỉ? Đáng ra là hôm nay là ngày mùa 18 tháng 8, đáng ra là cái chai này nó không xuất hiện trên live đâu ạ, nhưng mà sếp muốn có một cái chương trình gì đó nó khác biệt cho các anh chị, nên chai nước hoa này rất nhiều người đã sử dụng nó rồi. Thì anh chị nào có thì Nhật Lệ xin chúc mừng anh chị, còn anh chị nào chưa có nha thì tối ngày hôm nay anh chị sẽ săn được với giá là 999.000 đồng nha các anh chị nhá. Để số phone cho em đi ạ. Ok, chờ chị Thu Huyền, hồi đợt trước chị Thu Huyền có mua chai này rồi, chị Trần Thơm chị có rồi này, còn anh chị nào có rồi anh chị comment giúp em ha. Còn anh chị nào chưa có để lại số điện thoại để chúng ta cùng sở hữu chai nước hoa này nha anh chị nhá. Ok, hai chị em lên luôn bài hát này cho anh chị. Thanh Thanh Nga ơi, 999.000 đồng, nhanh tay chỉ có buổi tối ngày hôm nay thôi nhá. 999, tối ngày hôm nay thôi, anh chị không mua okay. Hết. Chị Nguyễn Hồng có đơn ạ. À. Anh chị ơi, lâu lắm rồi nó không xuất hiện trên live phải không ạ? Nên là tối ngày em chị nhìn thấy là chúng ta sang đi. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Chị Nguyễn Hồng có ạ. Trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên anh, nhưng ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giật sâu rơi miên man trong đời khi ta đã xa người. Còn gì trong thương nhớ tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm qua trong mơ. Nhớ về anh để số cho em đi ạ. Trong những lúc cô đơn trở về, trở về. Nhớ về anh, nhớ ánh mắt môi cười thương ấy. Nhớ về anh, nỗi nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa, trốn xa suốt đời này ta vẫn thương nhớ về anh. Chị ơi trong nắng cú này chị này, mua một giảm 188,
mua 2 giảm 350, mua 3 giảm 480.000 đồng. Anh chị quất 3 tuyếp cho em đi, không khỏi phải lăn tăn anh chị ạ. Cảm ơn chị Trần The. Ok, nhanh tay để số điện thoại. Lần cú pháp là nước hoa màu xanh kèm với số điện thoại của mình nha anh chị nhá. Ok, chị Nguyễn Thị Điệp có đơn anh chị ơi, 999.000 đồng thôi. Và giá gốc của nó là hơn 2 triệu một chai nha chị nhá. Bây giờ chị mua trong ngày hôm nay thôi, trong đêm ngày hôm nay 999.000 đồng. Nó rất là thơm anh chị ạ. Cái mùi này các anh chị nhận về chúng ta sẽ ưng ý nhá. 999.000 đồng. Tối ngày 18 tháng 8 anh chị móng cho em đi. Hoa bằng lăng. Cảm ơn Mỹ Thuật Ngọc Thắng, anh Trần Kim Phổ. Cảm ơn anh chị đã có những lời khen dành cho hai em gái ngày hôm nay rất năng động ạ. Cảm ơn anh chị. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xa mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay, gọi thầm tên anh. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời khi ta đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, thương nhớ. Tóc anh ngày nào xanh như tơ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giật còn bay về nơi phương ơi. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về anh trong những lúc cô đơn trở về, trở về. Nhớ về anh, nhớ về anh. Nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Chị Bentley để xuất hiện giúp em nhé. Nhớ về anh trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Trong cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về anh. Nhớ về anh, về anh. Trong những lúc cô đơn trở về, trở về. Nhớ về anh, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về anh trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Chẳng cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về anh. Yeah, cảm ơn anh chị, cảm ơn chị Kim Anh, Phan, chị Lê Thị Nhâm. Phù hợp địa chỉ cũ lên số điện thoại giúp em nhé chị nhá. Và các anh chị nào mua được giá đó là tuyệt vời. Còn tối ngày hôm nay sẽ là 790.000 đồng nha anh chị. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Chơi vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm ơi đang ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Lên rồi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Có như chị Hồng Giang nha. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Để số chị Hồng Giang ơi. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vơ vơ, gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ con ma. Dù đã từng nói sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai bao ngầu bằng em. Vui anh chị ơi. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị. Một ngày mùa đông, cô chị Bạch Cúc nha.
Cảm ơn anh chị. Thỉnh thoảng ngầu một tí cho anh chị ngắm vậy. DC Plus đi em ơi. DC là ngày hôm nay kết thúc chương trình rồi anh chị. Mua 2 tặng 2. Còn vài tiếng nữa anh chị cố gắng để số điện thoại đi anh chị ơi. Đẹp đó, ok, cảm ơn anh chị. Dạ, yeah, chào chị Vũ Thị Tía. Cảm ơn chị Phạm Hương. Cái này gần giống như kiểu là cái gì? Cái gì, gọi là gì? Quên mất rồi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy cho cách sống trong khổ đau. Khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh thương một người không hề toan tính. Đôi khi em dừng lại chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ điệp viên đúng rồi em chị em đã quên đấy. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vô bờ gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn. Cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Giờ chạm vào nỗi nhớ vô bờ gian gian xíu xíu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Đeo cho ngầu, ok, cảm ơn anh chị nhiều. Yeah, đầu tư ổn gì chứ Vân nhỉ. Ok, cảm ơn chị Hồng Lê. Chơi cả cây đúng không chị Vân. Ok, cảm ơn chị Phương. Tình anh hả anh chị ơi, ok, đang lên số điện thoại quá nhiều rồi anh chị kìa. Ok, cảm ơn anh chị Phương. Ok, chị Giang Lưu có số điện thoại à? Chị anh Phạm Thành có số nè. Một trong... Dạ, ok, nhanh tay để số điện thoại nha chị ơi. Ok, và chúng ta tiếp tục lên nhạc trong khi chờ đợi các anh chị nổ số phone của mình nào. Hôm nay nhìn hai em trông có một cái gì đó cuốn hút anh chị nhỉ. Màu đen mà, lúc nào màu đen cũng có một cái gì đó rất là tuyệt vời. Bài gì đây em chị ơi, comment tên bài hát lên nhắc rồi tụi em nhớ tên bài hát đi em chị. Mình cũng quên bài này luôn á. Có khi nào anh buồn anh nhớ đến em. Có khi nào anh ngồi anh khóc vì em. Tình yêu ta ly tan vụn vỡ khi đẹp đôi. Vì sao thế em làm gì có lỗi. Em rất buồn, em nào có lỗi với anh. Chờ chúng em một tí ạ. Có bao giờ anh dành tất cả vì em. Để khi chia tay nhau anh nói anh còn yêu. Thì lúc đó em đã rời xa. Ngậm đắng nuốt cay tình ái qua tay. Để em bước đi quên cả lỗi về. Giọt nước mắt rơi ngày tháng đam mê đâu mơ. Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya. Vầng trăng khuya. Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì? Là
làm gì, khóc làm gì, làm vì gì? Tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu, ai nợ ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều, nhớ nhiều, nhưng ta không đến được với nhau. Muốn hai hai chị gái hai anh trai gì hỏi về collagen viên, tư vấn về dòng collagen viên. Collagen viên DC Plus 790 một hộp, hai hộp là 1.580.000 đồng, anh chị sẽ được hỗ trợ tặng thêm hai hộp nữa nha chị nhá. Mua hai DC tặng hai DC miễn phí giao hàng. Còn nếu về collagen sữa ông chú là 450.000 đồng một hộp, mua ba hộp sẽ tặng một collagen sủi hồng trị giá là 1.100.000 đồng. Đó là về dòng collagen viên. Lên cú pháp viên ông chú hoặc viên DC kèm với số điện thoại nha chị nhá. Có khi nào anh buồn anh nhớ đến em, có khi nào anh ngồi anh khóc vì em, tình yêu ta ly tan buồn vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế em làm gì có lỗi, em rất buồn rất buồn, em nào có lỗi với anh, có bao giờ anh dành tất cả vì em. Để khi ta chia tay anh nói anh còn yêu, thì lúc đó em đã rời xa. Ngậm đắng nuốt cay tình ái qua tay, để anh bước đi quên cả lối về, giọt nước mắt rơi ngày tháng đam mê đâu mơ. Em và anh bây giờ như vầng trăng khuya, trăng khuya. Em và anh bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì, khóc làm gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Nhưng ta không đến được với nhau. DC uống ngày hai viên giúp em nhé. Em và anh bây giờ như vầng trăng khuya, trăng khuya. Em và anh bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì, khóc làm gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu, ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau. Hai DC 1.580.000 đồng, anh chị mua hai tặng hai nha anh chị nhá. Và một ngày chúng ta uống hai viên là một hộp này anh chị uống được trong vòng một tháng đó anh chị. Mua có hai hộp thôi là giá 1.580.000 mà anh chị dùng được tới 4 tháng. Tại vì anh chị mua hai được tặng thêm hai là anh chị sẽ sử dụng trong vòng 4 tháng luôn anh chị nhá. 4 DC 1.580.000, rất nhiều anh chị ngày hôm nay toàn hỏi chúng em về. Em đang tính là tí nữa chúng ta hát có cái bài Bạc Trắng Tình Đời cũng hay đấy. Cũng được. Lâu lắm mà không hát. Em chào chị Cúc Huỳnh ạ. À, muốn mua hàng soạn cú pháp sao? Rất là dễ chị ơi, để số thôi là được nhé chị. Dạ em chào anh Lê Quốc Dũng, chị Đỗ Hạnh ạ. À, anh chị nào vừa rồi yêu cầu bài Ký Ức Nhạc Màu có luôn nha anh chị nhá. Ok, chị Hoa Mai sủi trắng tặng cho chị hai sủi trắng là liệu trình tuyệt vời trong vòng 2 tháng. Và nhật lệ chắc chắn với các anh chị là khi anh chị dùng những cái dòng sủi hoặc là những dòng viên theo một cái thời gian từ 3 tháng trở lên, da anh chị sẽ rất là căng sáng trẻ đẹp nha. Ok chị Thu Hà có số điện thoại, cảm ơn chị gái rất là nhiều, cảm ơn chị Cúc Huỳnh. Lên số đi chị ơi, buổi tối ngày hôm nay chị cố gắng chúng ta săn trong những chương trình cuối cùng nhá. Cô nói với chị Phương. Chị vui lê. Mình em nơi đây ôm bao tiếc nuối, cuộc tình đã xa. Mình em nơi đây lang thang mưa rơi, em nhớ tới người. Lời yêu mong manh khi xưa anh trao toàn những dối gian. Anh đang vui bên ai, cười nói với ai. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc
giấc mơ. Vì anh đã mê xa hoa nơi ai quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thể phai. Em ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã xa đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua tắt trao đâu sẽ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Đứng lên cho sông em chị sông thế. Cảm ơn chị, 2DC tặng 2DC, đúng rồi anh chị ơi, để lên số anh chị nhá. Dạ, chỉ còn tối ngày hôm nay nữa thôi, chương trình khuyến mại sẽ kết thúc. Chị Nguyễn Thị Trình có số điện thoại ạ. Ok chị, chống nắng mới là 600.000 đồng 3 tuyếp nha chị ơi. Còn chống nắng cũ là 480.000 đồng 3 tuyếp, anh chị săn giúp em với nhá. Màu đen huyền bí, ok chị Lan Hồ, chị Lê Sương, chị Nguyễn Thị Bảy, chị Phượng ạ. Chị Hiền ơi, chị muốn dùng tiếp collagen thì chị để số lại, các bạn sẽ tư vấn cho chị nhé. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ. Vì anh đam mê sao hoa nơi ai quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thể phai. Nguyễn Nho để số điện thoại giúp em nhé. Em ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã xa đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu sẽ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu sẽ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Nhau ơi. Ok chị Bảy, ngày hôm nay chị được chốt đơn rồi đúng không ạ? À, chị Nancy này, chị Lê Thị Nhâm ạ, chị Hương Hoàng, em chào chị. Chị Dung Bích ạ. Để số phone lại cho em với anh chị nhá, kiểm tra lại xem chúng ta còn thiếu số không ạ. Vì nếu mà trong qua ngày mai là cái chương trình, những chương trình khuyến mại lớn của ngày 18 tháng 8 sẽ kết thúc rồi. Mình không có cơ hội mình mua cái chương trình khuyến mại đó nữa là mình sẽ tiếc nè. Ok chị Linh Kim có số, còn anh chị nào chưa có số thì nhanh tay cho em xin số nha. Cứ muốn làm mới làm trắng bản thân mình cứ uống dầm trắng giúp em đi, cứ mua 2 trắng đi. Bên em hỗ trợ tặng 2 trắng cho chị về dùng khoảng từ 2 tới 4 tháng nè. 2 chấm nắng mới và 1 chấm nắng cũ hả? Chị Trương Quỳnh Anh cho em xin số đi, bây giờ nhanh lệ đang hát mà em giờ em tính chậm quá. Chị cứ lên số chị Quỳnh Anh nhé, chị Nguyễn Xu có số, chị Hương Lê có số ạ. Hát quá anh chị nổ số ghê vậy chị ơi. Ok chị Lý Lụa à, có thấy số rồi, chị gái để một lần thôi, để nhiều lần cái bên em gọi nhiều lần cho mình á. 2 sủi trắng là 3 triệu đồng đúng rồi, nhận về thêm 2 hộp sủi trắng nữa miễn phí ship cho anh chị. Da căng, da sáng, da trắng nè. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề.
nó sệt nha chị Tuyết Trâm nhá, sệt ngang ngửa nhau 19 10 á. Cụ sắn cụ khoai mồ hôi chạm mặt thương anh rồi nhớ đợi nghe em cứ chiều về cánh cỏ lội bên sông con lái đò xưa nay tròn 18 bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong rằng anh nó về bên em ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại em sang sông lấy trông bỏ mặc bên đó xưa tên đau thương câu chờ lỡ em người ơi nắng chiều về sáo diêu gọi trăng lên tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau anh trở về tìm lại đò xưa Trâm ơi đừng có mua một tuyếp chứ mua ba tuyếp đi tại vì một tuyếp giá gốc của nó 350 rồi và mình mua ba tuyếp sẽ có giá 600 nha. Bao dùng bao đổi trả luôn, chất kem thì tuyệt vời, nó sẽ nâng tông một cách nhẹ nhàng không bị bết rít luôn á. 350 một tuyếp nhưng mà xăng hôm nay đang có chương trình chỉ tối hôm nay thôi, ngày mai là chương trình kết thúc. Mua ba tuyếp sẽ có giá 600.000 đồng lên cú pháp kèm trong nắng mới kèm số điện thoại. Và cái suối trắng này ạ, hai hộp là 3 triệu tặng hai hộp 3 triệu nha chị nhá. Lên cú pháp suối trắng lên chị, kèm số điện thoại của mình nè. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương cụ sắn cụ khoai mồ hôi chát mặn thương anh rồi nhớ đợi nghe em cứ chiều về cánh cỏ lội bên sông cô lái đò xưa nay tròn 18 bao năm tháng trôi qua xuân chờ đợi rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong rằng anh nó về bên em ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại em sang sông lấy trông bỏ mặc bên đó xưa tên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi nắng chiều về sáo diêu gọi trăng lên tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau anh trở về tìm lại đò xưa núi hồng ơi trách chi đó nợ duyên tình nợ duyên đơn gái nên anh đi tìm câu vì ai tìm ai trên phố vắng ngược lối cơn mưa chiều giang giăng ai tìm ai dưới trăng nghiêng bóng ngó dài vằng vặc ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua ai đặt tên chúng ta là người lạ có phải đêm qua thương trao để gắm con tim làm hai ngăn ngăn phải ôm nỗi đau còn ngàn trái chưa hạt nhiệm màu kịp sáng mai đèn làm quà cô dâu sổ mai kia sương phai hoa úa ao nhau anh đợi em anh chọn ngăn nỗi đau ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khóa cửa để cho mưa lân la hỏi thăm lén
bao trộm đi khế ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngô, bầy chim lắc cây khóc hoang tìm nhau. Ai đâu mai đêm hết bao gió sương. Hỏi mùa thu đang giữ miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không? Nào trông như lá diêu bầu, hỏi diêu bông ơi, hỏi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm xong, vì mai người ta đã đi lấy chồng. Chào cô chú anh chị, anh chị ơi có thể comment 4 số 8 dành cho hai chị em vui được không anh chị? Black à, anh chị ơi, Black này anh chị này, anh chị bình luận đi ạ. Thì hôm nay ngày 18 tháng 8 nó phải rực rỡ anh chị ơi. Em chào chị Nguyễn Phương nhé, chào Trần Kim Phổ, anh Hoàng Hiệp ạ, chị Phương Thúy nữa nè. Các chị vào like để lại cho chúng em xin một bình luận 8888, sao anh chị hiểu chúng em vậy chị ơi? Có phải đêm qua thương trang để gắm con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau và ngàn trái chưa hạt nhiệm màu. Kịp sáng mai đèn làm quà cô dâu, sổ mai kia sung phay hoa úa ao nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trông đi khế ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngô, bầy chim lắc cánh khóc hoang tìm nhau. Ai đâu mai đêm hết bao gió sương. Hỏi một thu đang giữ miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không? Có làn nào trông như lá diêu bầu? Hỏi diêu bông ơi, hỏi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm xong, vì mai người ta đã đi lấy chồng. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trông đi khế ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lắc cánh khóc hoang tìm nhau. Ai đâu mai đến hết bao gió sương. Hỏi một thu đang giữ miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không? Có làn nào trông như lá diêu bầu? Hỏi diêu bông ơi, hỏi diêu bông, bình minh chưa hết tôi phải tìm xong, vì mai người ta đã đi lấy chồng. Ngày mai có ai đi lấy chồng không chị ơi? Vui quá anh chị ơi, màu đen rất khỏe khoắn, rất trẻ trung anh chị ơi. Ok chị Ngân Hà nhá, anh cảm ơn chị Trần Thê. Dạ, cảm ơn chị Nguyễn Dung, cảm ơn tất cả cô chú anh chị. À, nhận được collagen rồi, ok chị Phương Thúy dùng đều đặn nha chị gái nhá. Cảm ơn anh chị nhiều, các anh chị tự nhiên hôm nay em nhìn thấy anh chị bình luận 8888 nhiều quá. Và như các anh chị thấy đấy ạ, ngày hôm nay mới là ngày 18 tháng 8. Vậy anh chị ngày hôm qua gọi là ngày training cho ngày hôm nay thôi, ngày hôm nay chúng ta mới là rực rỡ anh chị ạ. Nên anh chị hãy cố gắng bình luận cho chúng em xin những số 8, những cái số con số phong thủy của DC Beauty hiện lên like của chúng em được không ạ? Và tối ngày hôm nay thì chúng ta cứ vui đi anh chị ơi, những phút đầu là anh chị có bài hát nào hay, anh chị cứ nói chúng em nhá. Hát luôn anh chị, đúng không ạ? Ok, cảm ơn cô Minh Châu, cảm ơn chị Mụn Phạm. Chào bé Bảo Trâm nha, chào Lê Hồng Giang, chào chị Bình Lo. Bài hát tiếp theo anh chị muốn nghe là bài hát gì anh chị ơi? Hôm nay chúng ta có một chút black, chỉ tiếc là không có red ở đây thôi, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn có thể tự chế đỏ và đen được, phải không anh chị nhờ? Cánh hồng phai, ok anh chị lên số điện thoại cũng như là lên những cái bài hát mà anh chị yêu cầu đi ạ. Bởi vì ngày hôm nay là chắc chắn là một ngày cuối cùng rồi, chúng em rất mong muốn các anh chị nào vào like hãy ở lại với chúng em một chút nha các anh chị nhá. Bài này cũng khá hay nha anh chị thử nghe xem nhé. Giờ ta chẳng còn chi, chạy tăng tay mà thôi.
đời bạc gian lắm phũ phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đáng cài. Ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó đây. Ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi, đời bạc giang lắm phũ phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đáng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rồi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Chị Phạm Hương, cảm ơn chị Nancy Đàm. Em chào chị Hương, đúng rồi ạ, chị Nancy, cảm ơn anh chị nhiều, anh Hoàng Hiệp, chị Lumi. Và ngày hôm nay ngày 18 tháng 8 anh chị hãy ở đây chờ xem hai cô bé này có một cái điều gì đặc biệt nhất để gửi tặng anh chị trong một buổi tối duy nhất ngày hôm nay nha anh chị. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi, đời bạc giang lắm phũ phàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. Đời phiêu lưu là thế, không biết đến ngày mai, nên giờ đây mới đáng cay. Ngồi trước tấm gương sáng rồi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó đây. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi người ơi ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đó đây. Trần Lê ạ, các anh chị ơi tuyệt vời không ạ? Ngày hôm nay anh chị lên 3K đầu tiên anh chị. Bay Si ạ. Chào Đảo Hai. Thảo Đảo Hai. Chơi liều thuốc cho trái tim cho nó máu không anh chị ơi? Rất nhiều bài hát hay chờ đợi anh chị em mình đi ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã chia sẻ cho Sa Băng và Nhật Lệ nhá. Hai sữa ấm chú đáp ứng một lát nữa đi chị ơi. Những cái đoạn đầu thì em nghĩ hôm nay ngày 18 tháng 8 thì anh chị em mình cứ vui đi đã anh chị nhở. Ok chị Thương Ngô nhá, cảm ơn chị Ngọc Lan. Ok cảm ơn chị Bích Tuyền, chào chị Ngọc Bảo, rồi Bạch Cúc nhá chị Bạch Cúc ơi. Ok lên nhạc luôn bây giờ anh chị nhá. Body có khuyến mãi là chị đi ạ. Chị mua một body. Hà để số đi chị. Để số đi chị, tặng cho chị quà đấy ạ. Nhưng mà nhớ cho em là ngày hôm nay cái chai nước hoa 450 không còn giá đó nha anh chị ơi, hết giá khuyến mãi rồi ạ. 790.000 đồng một chai nước hoa, còn rất ít thôi. Anh chị nào mua nhanh thì chúng ta còn nha anh chị ơi. Không mua nhanh là hết đó anh chị. 790.000 đồng một chai nước hoa Pháp 15ml nha anh chị nhá. Nên là chúng em sẽ dơ cho anh chị một chút, anh chị ngắm cái chai này cho em và em nghĩ là anh chị có rất nhiều người. Này anh chị này, khi chúng ta nhận về nó sẽ như thế này nha anh chị. Nó sẽ rất là tuyệt vời anh chị ơi. Em nghĩ là có rất nhiều người đã sở hữu được chai nước hoa này rồi đúng không ạ? Ai có chai này điểm danh cho em một cái nào anh chị nào?
Anh chị bỏ qua giá gốc cho em nha. Giá gốc anh chị khỏi phải nhớ đi ạ. Bởi vì có một tối ngày hôm nay thôi, chúng em sẽ dơ cho anh chị một cái chai nước hoa tuyệt vời như thế này, 100ml cho các anh chị. Và ngày hôm nay sếp có một chương trình duy nhất trong ngày 18 tháng 8 thôi. Ngày hôm nay hai em gái đó mỗi người cầm chai này, đố cho bạn biết hôm nay có giá bao nhiêu tiền. Dạ, chương trình ngày hôm nay sẽ có giá là 1.100.000 đồng miễn phí ship cho anh chị nhá, 100ml. Và nước hoa này là nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp. Và anh chị ơi, 1.100.000 một chai Age hả? Không, không bán giá đó cho bạn ạ. Em nghĩ là đừng bán cho anh chị giá đó, được không? À đúng rồi, chai này. Cái chai này là hôm nay chúng ta không bán 1.1 triệu đi anh chị. Hôm nay chúng ta có giá gọi là giá sốc hơn đi, được không? Chơi không? Dạ, 2 triệu, bây giờ chúng ta mua với giá là 999.000 anh chị ơi. Thế là giảm. Bây giờ em giảm thêm một tí nữa, giảm một tí nữa. Yeah. Còn có 999.000 đồng cho chai này và số lượng còn rất là ít. Anh chị nào trước đây đã có một lần rồi mà nó cháy hàng tới bây giờ mới có lại đó anh chị. Là chúng ta 100ml nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Pháp. Và các chị gái nào mà thích nó hơi sang chảnh một tí xíu mà nó ngọt, nó không quá ngọt nhá. Yeah, thì hãy mua cái chai nước hoa này 100ml với giá 999.000 đồng. Để lại số điện thoại với cú pháp là nước hoa gì đây nhỉ? Đặt tên nó là cái gì? Nước hoa gì? Nước hoa nữ đi. Nước hoa xanh đi. Dạ, nước hoa xanh đi. Hôm nay chúng ta gọi nó là màu xanh đi anh chị. Này anh chị này, chúng em mặc màu đen xong rồi chúng em cầm một cái màu xanh đen này nó rất là đẹp. Ngày hôm nay chúng em không bán 1.1 triệu, sao băng vừa nãy bảo bán 1.1 triệu, Nhật lại bảo không. Tối nay hai chị em mình có giá VIP hơn đi. 999.000 đồng thỉnh thoảng mới có nó trên live thì chúng em sẽ để giá tốt nhất cho các anh chị. 999 được không anh chị nhỉ? Đáng ra là hôm nay là ngày mùa 18 tháng 8. Đáng ra là cái chai này nó không xuất hiện trên live đâu ạ, nhưng mà sếp muốn có một cái chương trình gì đó nó khác biệt cho các anh chị. Nên chai nước hoa này rất nhiều người đã sử dụng nó rồi. Thì anh chị nào có thì Nhật Lệ xin chúc mừng anh chị. Còn anh chị nào chưa có nha thì tối ngày hôm nay anh chị sẽ săn được với giá là 999.000 đồng nha các anh chị nhá. Để số phone cho em đi ạ. Ok, trời ơi, chị Thu Huyền, đợt trước chị Thu Huyền có mua chai này rồi, chị Trần Thơm chị có rồi này, còn anh chị nào có rồi anh chị comment giúp em ha. Còn anh chị nào chưa có để lại số điện thoại để chúng ta cùng sở hữu chai nước hoa này nha anh chị nhá. Ok, hai chị em lên luôn bài hát này cho anh chị. Chị Thanh Thanh Nga ơi, 999.000 đồng nhanh tay, chỉ có buổi tối ngày hôm nay thôi nhá. 999 tối ngày hôm nay thôi. Anh chị không mua okay. Hết ấy. Chị Nguyễn Hồng có đơn ạ. Anh chị ơi, lâu lắm rồi nó không xuất hiện trên live phải không ạ? Nên là tối nay em chị nhìn thấy là chúng ta sang đi. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Chị Nguyễn Hồng có ạ. Trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên anh, nhưng ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, giờ sâu rơi miên man trong đời khi ta đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, thương nhớ tóc em ngày nào xanh như tơ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm qua trong mơ. Nhớ về anh, để số cho em đi ạ. Trong những lúc cô đơn trở về, trở về. Nhớ về anh, nhớ ánh mắt môi cười thương ấy. Nhớ về anh, nỗi nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa, chốn xa suốt đời này ta vẫn thương nhớ về ơi. Chị ơi, trong nắng cú này chị này, mua 1 giảm 188, mua 2 giảm 350, mua 3 giảm 480.000 đồng. Anh chị quất 3 tuyết cho em đi, không khỏi phải lăn tăn anh chị ạ. Cảm ơn chị Trần The. Ok, nhanh tay để số điện thoại, lần cú pháp là nước hoa màu xanh kèm với số điện thoại của mình nha anh chị nhá. Ok, chị Nguyễn Thị Điệp có đơn anh chị ơi, 999.000 đồng thôi. Và giá gốc của nó còn hơn 2 triệu một chai nha chị nhá. Bây giờ chị mua trong ngày hôm nay thôi, trong đêm ngày hôm nay 999.000 đồng. Nó rất là thơm anh chị ạ. Cái mùi này các anh chị nhận về chúng ta sẽ ưng ý nhá. 999.000 đồng. Tối ngày 18 tháng 8 anh chị móng lên cho em đi. Hoa bằng lăng. Cảm ơn Mỹ Thuật Ngọc Thắng, anh Trần Kiến Phổ. Cảm ơn anh chị đã có những lời khen dành cho hai em gái ngày hôm nay rất năng động ạ. Cảm ơn anh chị. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xa mịt mù, trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên anh.
những ước muốn mong chờ. Còn tìm nhau trong cơn mê này, giọt sầu rơi miên man trong đời khi ta đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, thương nhớ tóc anh ngày nào xanh như tất trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ơi. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về anh trong những lúc cô đơn trở về, trở về. Nhớ về anh, nhớ về anh, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Chị Bentley để số điện thoại giúp em nhé. Nhớ về anh trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Trong cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về anh. Nhớ về anh, về anh trong những lúc cô đơn trở về, trở về. Nhớ về anh, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về anh trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xa. Chẳng cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về anh. Yeah, cảm ơn anh chị, cảm ơn chị Kim Anh, Phan, chị Lê Việt Nhâm. Phù hợp địa chỉ cũ lên số điện thoại giúp em nhé chị nhá. Và các anh chị nào mua được giá đó là tuyệt vời. Và tối ngày hôm nay sẽ là 790.000 đồng nha anh chị. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Chơi vơi qua ngày đông sao thấy cô đơn và lạc lõng. Đêm ơi đang ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Lên rồi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cái sống trong khổ đau. Có như chị Hồng Giang nha. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Để số chị Hồng Giang ơi. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vơ vơ, gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ con ma. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai bao ngầu bằng em. Vui anh chị ơi. Yeah, cảm ơn cô chú anh chị. Một ngày mùa đông ok chị Bạch Cúc nha. Cảm ơn anh chị, thỉnh thoảng ngầu một tí cho anh chị ngắm vậy. DC Plus đi em ơi, DC là ngày hôm nay kết thúc chương trình rồi anh chị. Mua 2 tặng 2, còn vài tiếng nữa anh chị cố gắng để số điện thoại đi anh chị ơi. Đẹp đó, ok, cảm ơn anh chị. Dạ, yeah, chào chị Vũ Thị Tí á. Cảm ơn chị Phạm Hương. Cái này gần giống như kiểu là cái gì? Cái gì, gọi là gì? Quên mất rồi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy cho cách sống trong khổ đau. Khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ. Điệp viên đúng rồi em chị, em đã quên đấy. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vô bờ, gian gian diêu diêu mập
xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sẽ cô đơn. Cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Giờ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian xíu xíu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Cho Ngầu, ok, cảm ơn anh chị nhiều. Đầu tư ổn gì chị Vân nhỉ? Ok, cảm ơn chị Hồng Lê. Chơi cả cây đúng không chị Vân? Ok, cảm ơn chị Phương. Tình anh à anh chị ơi, ok, đang lên số điện thoại quá nhiều rồi anh chị kìa. Ok, cảm ơn chị Phương. Ok, chị Giang Lưu có số điện thoại, chị anh Phạm Thành có số nè. Một trong... ok, nhanh tay để số điện thoại nha chị ơi. Ok, và chúng ta tiếp tục lên nhạc trong khi chờ đợi các anh chị nổ số phone của mình nào. Hôm nay nhìn hai em trông có một cái gì đó cuốn hút anh chị nhỉ? Màu đen mà, lúc nào màu đen cũng có một cái gì đó rất là tuyệt vời. Bài gì đây em chị ơi, comment tên bài hát lên nhắc cho tụi em nhớ tên bài hát đi em chị. Mình cũng quên bài này luôn á. Có khi nào anh buồn anh nhớ đến em. Có khi nào anh ngồi anh khóc vì em. Tình yêu ta ly tan vụn vỡ khi đẹp đôi. Vì sao thế em làm gì còn lỗi. Em rất buồn, em nào có lỗi với anh. Chờ chúng em một tí ạ. Có bao giờ anh dành tất cả vì em. Thế khi chia tay nhau, anh nói anh còn yêu. Thì lúc đó em đã rời xa. Ngậm đắng nuốt cay, tình ái qua tay. Để em bước đi, quên cả lỗi về. Giọt nước mắt rơi, ngày tháng đam mê đâu mơ. Anh và em bây giờ như vầng trăng khuya. Vầng trăng khuya. Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì? Làm gì? Khóc làm gì? Làm gì? Vì tình yêu không có lần thứ hai. Ai nợ ai yêu. Ai nợ ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều, nhớ nhiều. Nhưng ta không đến được với nhau. Một hai hai chị gái hai anh trai hỏi về collagen viên, tư vấn về dòng collagen viên. Collagen viên DC Plus 790 một hộp, hai hộp là 1.580.000 đồng. Anh chị sẽ được hỗ trợ tặng thêm hai hộp nữa nha chị nhé. Mua 2 DC tặng 2 DC miễn phí giao hàng. Còn nếu về collagen sữa ống chúa là 450.000 đồng một hộp. Mua 3 hộp sẽ tặng một collagen sủi hồng trị giá là 1.100.000 đồng. Đó là về dòng collagen viên. Lên cú pháp viên ống chúa hoặc viên DC kèm với số điện thoại nha chị nhé. Có khi nào anh buồn anh nhớ đến em. Có khi nào anh ngồi anh khóc vì em. Tình yêu ta ly tan buồn vỡ khi đẹp đôi. Vì sao thế em làm gì còn lỗi.
em rất buồn, rất buồn. Em nào có lỗi với anh? Có bao giờ anh dành tất cả vì em? Để khi ta chia tay, anh nói anh còn yêu, thì lúc đó em đã rời xa. Ngậm đắng nuốt cay, tình ái qua tay, để anh bước đi, quên cả lối về. Giọt nước mắt rơi, ngày tháng đam mê đâu mơ. Em và anh bây giờ như vầng trăng khuya. Em và anh bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì, khóc làm gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai, chẳng còn ai nợ ai yêu. Ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau. Đi xì uống ngày hai viên giúp em nhé. Em và anh bây giờ như vầng trăng khuya. Trăng khuya. Em và anh bây giờ hai đứa hai nơi. Nhớ làm gì, khóc làm gì, vì tình yêu không có lần thứ hai. Qua ngày mai chẳng còn ai nợ ai yêu. Ai yêu. Qua ngày mai thiên đường vắng bóng đôi ta. Sao bây giờ nhớ nhau nhiều nhưng ta không đến được với nhau. 2DC 1.580.000 đồng. Anh chị mua 2 tặng 2 nha anh chị nhá. Và một ngày chúng ta uống 2 viên là một hộp này anh chị uống được trong vòng 1 tháng đó anh chị. Mua có 2 hộp thôi là giá 1.580.000 mà anh chị dùng được tới 4 tháng. Tại vì anh chị mua 2 được tặng thêm 2 là anh chị sẽ sử dụng trong vòng 4 tháng luôn anh chị nhá. 4DC 1.580.000. Rất nhiều anh chị ngày hôm nay toàn hỏi chúng em về em đang tính là tí nữa chúng ta hát có cái bài Bạc Trắng Tình Đời cũng hay đấy. Cũng được. Lâu lắm mà không hát. Em chào chị Quốc Huỳnh ạ. Muốn mua hàng soạn cú pháp sao? Rất là dễ chị ơi, để số thôi là được nha chị. Dạ em chào anh Lê Quốc Dũng, chị Đỗ Hạnh ạ. Đó, anh chị nào vừa rồi yêu cầu bài Ký Ức Nhạc Màu có luôn nha anh chị nhá. Ok, chị Hoa Hai Sủi Trắng tặng cho chị Hai Sủi Trắng là liệu trình tuyệt vời trong vòng 2 tháng. Và nhật lệ chắc chắn với các anh chị là khi anh chị dùng những cái dòng sủi hoặc là những dòng viên theo một cái thời gian từ 3 tháng trở lên, da anh chị sẽ rất là căng sáng trẻ đẹp nha. Ok chị Thu Hà có số điện thoại. Cảm ơn chị gái rất là nhiều. Cảm ơn chị Cúc Huỳnh. Lấy số đi chị ơi. Buổi tối ngày hôm nay chị cố gắng chúng ta săn trong những chương trình cuối cùng nhá. Cô nói với chị Phương. Chị vui lê. Mình em nơi đây ôm bao tiếc nuối. Cuộc tình đã xa. Mình em nơi đây lang thang mưa rơi. Em nhớ tới người. Lời yêu mong manh khi xưa anh trao toàn những dối gian. Anh đang vui bên ai, cười nói với ai. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ. Chỉ là giấc mơ. Vì anh đã mê xa hoa nơi ai, quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thể phai. Em ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu sẽ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Đứng lên cho sông này chị sông thế. Cảm ơn chị, 2DC tặng 2DC đúng rồi anh chị ơi. Để lên số anh chị nhá. Dạ chỉ còn tối ngày hôm nay nữa thôi, chương trình khuyến mại sẽ kết thúc. Chị Nguyễn Thị Trình có số điện thoại ạ. Ok chị, trong nắng mới là 600.000 đồng 3 tuyếp nha chị ơi. Còn trong nắng cũ là 480.000 đồng 3 tuyếp. Các anh chị săn giúp em với nhá. Màu đen
huyền bí. Ok chị Lan Hồ, chị Lê Sương, chị Nguyễn Thị Bảy, chị Phượng ạ. Chị Hiền ơi, chị muốn dùng tiếp collagen thì chị để số lại, các bạn sẽ tư vấn cho chị nhé. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ. Vì anh đam mê sao hoa nơi ai quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thể phai. Nguyễn Nho, để số điện thoại giúp em nhé. Em ngu ngơ em tin và em đắng cay. Người đã xa đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu sẽ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa, tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Người đã ra đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu sẽ kiếm tìm. Lạc bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa, tan trong những tiếc nuối một thời đắm say. Nhớ chị Nhau ơi. Ok chị Bảy, ngày hôm nay chị được chốt đơn rồi đúng không ạ? À, chị Nancy này, chị Lê Thị Nhâm ạ, chị Hương Hoàng, em chào chị. Chị Dung Bích ạ. Để số phone lại cho em với anh chị nhé, kiểm tra lại xem chúng ta còn thiếu số không ạ. Vì nếu mà trong qua ngày mai là cái chương trình, những chương trình khuyến mãi lớn của ngày 18 tháng 8 sẽ kết thúc rồi. Mình không có cơ hội mình mua cái chương trình khuyến mãi đó nữa là mình sẽ tiếc nè. Ok, chị Linh Kim có số, còn anh chị nào chưa có số thì nhanh tay cho em xin số nha. Cứ muốn làm mới làm trắng bản thân mình cứ uống dầm trắng với bên đi, cứ mua hai trắng đi. Bên em hỗ trợ tặng hai trắng cho chị về dùng khoảng từ 2 tới 4 tháng nè. Hai chấm nắng mới và một chấm nắng cũ hả? Chị Trương Quỳnh Anh cho em xin số đi, bây giờ nhanh lệ đang hát mà em giờ em tính chậm quá. Chị cứ lên số chị Quỳnh Anh nhé, chị Nguyễn Xu có số, chị Hương Lê có số ạ. Hát quá anh chị nổ số ghê vậy chị ơi. Ok chị Lý Lụa ạ, có thấy số rồi, chị gái để một lần thôi để nhiều lần, cái bên em gọi nhiều lần cho mình đó. Hai sủi trắng là 3 triệu đồng, đúng rồi, nhận về thêm hai hộp sủi trắng nữa miễn phí ship cho anh chị. Da căng, da sáng, da trắng nè. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Nó sệt nha chị Tuyết Trâm nhá, sệt ngang ngửa nhau 1-9-1-10 á. Cụ săn cụ khoai mồ hôi chạm mặt, thương anh rồi nhớ đợi nghe em. Cứ chiều về cánh cỏ lội bên sông, con lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nó về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy trông bỏ mặc bên đó xưa, tên đau thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sáo diêu gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày. Nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm
cả còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đó xưa. Trâm ơi đừng có mua một tuyếp chứ mua ba tuyếp đi, tại vì một tuyếp giá gốc rồi đó 350 rồi, và mình mua ba tuyếp sẽ có giá 600 nha. Bao dùng bao đổi trả luôn, chất kem thì tuyệt vời, nó sẽ nâng tông một cách nhẹ nhàng không bị bết rít luôn á. 350 một tuyếp, nhưng mà xăng hôm nay đang có chương trình chỉ tối hôm nay thôi, ngày mai là chương trình kết thúc. Mua ba tuyếp sẽ có giá 600.000 đồng, lên cú pháp kèm trong nắng mới, kèm số điện thoại. Và cái suối trắng này ạ, hai hộp là 3 triệu, tặng hai hộp 3 triệu nha chị nhá. Lên cú pháp suối trắng lên chị, kèm số điện thoại của mình nè. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn, thương anh rồi nhớ đợi nghe em. Cứ chiều về cánh cỏ lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi câu vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa, tình câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sáo diêu gọi trắng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau. Anh trở về tìm lại đò xưa. Núi Hồng ơi trách chi đó nợ duyên tình, nợ duyên